Hả? Mất kiến hả? Mất kiến của vợ anh luôn. Trời ơi, thật sự luôn, trên người trừ bộ đồ của anh thôi, còn lại tất cả là của vợ anh hết. Đúng rồi, của vợ anh. Bây giờ mấy đứa xin chị đi, chị cho thì em cho. Tại sao trên ở ngoài người ta hay nói gì? Nhà là phải có gì? Có nóc đúng không? Nóc không cho sao mình dám cho? Đúng không ạ? Cho cái áo luôn hả? Trời ơi, sexy lắm á, cởi ra nó hở lắm, không được. Cho luôn. Ok. Được nha. Được rồi, đánh cho ai nhá. Ôi là chừng đây là lần đầu tiên luôn á. Lần đầu tiên làm luôn á. 1 2 2. Là bạn gái của bạn đúng không? Ai bị giật hả? Rồi ok, mình có chị Dương cái áo rồi ạ. Đây là nhớ nhớ nó còn xem không ạ? Dạ. Thank you. Thấy bây giờ nè, sắp tới ở ẩn. Ôi, không được đâu, ở đây là mình đang ở trong cái gọi là cái khuôn khổ trường học. Không mình không có hoa được nha, trường hợp dạ. Cái này luôn hả? Cái này của vợ, vợ của vợ. Ok, rồi thấy tiếp nè, sắp tới mình muốn tiếng hai rồi ha. Hả, cho ai chụp hình cái hả? Đòi chụp một cái nha. Rồi bây giờ anh vừa quay vừa giới thiệu luôn nha. Rồi sắp tới là ngày 14 tháng 2 thì ở đây ai đang có crush có bạn nào không? Hả? Hay là mắc cỡ không liền luôn nè, đó chị này chỉ mắc cỡ nè là đang có crush nè, đúng không? Đó, ok, đó thì bây giờ xin có một lời khuyên nhỏ nhỏ dành cho bạn thôi, nghĩa là những ai mình đang có crush á thì mình yêu được thì mình cứ yêu đi nhá. Yêu được yêu đi, đừng có ngại ngùng gì cả nhá, tình yêu mà. Ok à, sau đây là khúc yêu được thì cứ yêu đi nhá.
tháng mười bà đó. Khán giả sẽ muốn nghe nói nhiều hơn nữa. Ok ạ. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn có thấy là không khí đang nóng rồi chưa? Nóng rồi chưa? Nóng rồi chưa? Tôi xin phép được cởi cái áo này ra nha. Tối quá kìa. Anh đủ mà lửng.